Sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi cái video có bản quyền của kênh Chim Cú Gáy Hay. Năm 2020 em sẽ bán cái giống chim cũ sắc này. Các bác nào mua cái giống này liên hệ cho bên em là 033 5305982. Em sẽ ship hàng toàn quốc cho các bác. Giống này là nó sẽ ăn đu đủ trộn mấy cám và dần dần nó sẽ ăn cám như là trà màu thôi. Đấy. Con đực của chúng thì có ức màu hồng, bả cánh màu hồng và đuôi màu hồng nhiều. Đấy là gọi là chim ngũ sắc. Các bác nhìn đấy.
Viên cung cấp giống chim cu cánh, mang ngỗng, phấn hồng, âm dòng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, trà mào, chim khuyên. Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chim cu gái hay .com hoặc bạn có thể tìm kiếm chim cu gái hay trên YouTube và Facebook. Hotline 0163535982 0989177982 với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chặn niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn.